Hello. Xin chào cả nhà nha. Rồi, em lên câu đầu tiên cả nhà. Đây cả nhà ơi, một em Thụy Sĩ Swiss Met Wenger nha. 1.880.000. Đẹp như mới luôn nha cả nhà. Niềng xoay nè. Dạ quang học trò nè. Chống nước 200 m dây nè, thêm đăng đưa nè, nêu luôn nha, giống như nêu luôn. Wenger Thụy Sĩ chính hãng, chống nước 200 m, 7217X đó. Một mẫu cực kỳ xịn sò và rất là hiếm gặp nha. Niềng xoay giá mới rất là cao, Thụy Sĩ luôn. Mặt xanh. Dây nè, có đề mi nè. Logo nè, logo nè. Một triệu tám tám mươi ngàn nha cả nhà. Rồi, em qua một con khác nha. Em lên một con Mỹ đi. Red Mỹ mặt hai lồng. À, em quên đo size con Wenger nha cả nhà. Chắc cỡ 41. 41 nè, chưa núm nè. Cả núm là 43.5. Càng là 48 475 đi. Rồi. Đó, dây mừng chín đủ tay kéo hết đăng đưa được 21. Rồi, con red này như size cũng to nha cả nhà. Size 42 chưa núm. Cả núm là 46, càng là 50. Rồi, rất là đẹp luôn. Cái gì? Cọc số La Mã nha. Đó, viền nè. Thép đúc nè. Size to bự có 4. Ừ, rất là độc luôn. 1 2 3 4. Có dính xíu bụi nha cả nhà. Thép không rỉ, thép đúc không rỉ nên không có dơ, không có gì nha. Chạy cơ chế 6 kim thứ ngày và 24 giờ. Dây nè. Dây 18 rưỡi đổ về nha cả nhà. 18 rưỡi đổ về nha. Rất là ngầu luôn. 1 triệu 2 80 ngàn nha cả nhà. Mặt hai lồng luôn. À, còn một lỗ tăng đưa nữa cả nhà ơi. Còn một lỗ tăng đưa nữa, dây 19 đổ về nha. Là 19 nè cả nhà. Tay 17 nè, hai ngón tay nè. Đó. Ok nha. Rồi, em qua một con độc địa khác. Phụ nữ có hai núm. Ấy lộn, này đồng hồ nam chứ quên. Đồng hồ nam có hai núm. Cực độc luôn. 1 triệu mốt 80 ngàn nha. Thép đúc. Test note. Switch. Size 41 chưa núm. Giờ không biết cả núm giờ đo sao. Cả núm lẽ giờ đo 50. Đó. Càng là 53.7 cho 54 á. Dây nè, thép đúc luôn nha cả nhà. Nguyên rin từ A đến Z luôn nè, núm rin nè. Đáy xoáy nè. Dòng này đâu? Test nó sẽ quyết chống nước 200 m nè. Bao độc luôn, để coi dây cỡ nhiêu nha cả nhà. Nè. Ấn vô nè. Khóa bảo vệ nè. Dây 19 luôn nha cả nhà. Ấy lộn. Từ để em cài cho chắc là. Rồi, tại nó có lỗ. Ấn mạnh vô. Ấn này vô. Rồi dây 19 luôn nha. Đó. Ừ. Hầm hố nha. Rồi, nó có tính năng gì? Đây, thứ nhất là cái niềng trong xoay. Có dạ quang.
có già quan lịch gốc 5 giờ nè, nền chơi nền trong xoay độc đáo. Còn ở dưới là chỉnh giờ và lịch. Đó. Đọc lạ nha cả nhà. 1180 bao ship. Bao đọc luôn. Rồi. Đây, em có một con Citizen bao sữa mít là của giống như là của hãng Anh Quốc đó nha cả nhà. Chạy máy Citizen sản xuất tại Nhật luôn. Chắc là Citizen nó mua lại á. Nè, chạy máy GN4S Japan sản xuất tại Nhật nha. Chống nước 100m đáy xoáy. Chạy kim trôi. Đo ngang là 39 chưa núm. Cả núm là 42. Càng là 44, dây tay hình như 19 luôn nha cả nhà. Kim trôi 4 ô đổi màu. Rồi dây 19 luôn. Cơ chế là kim trôi 4 ô đổi màu liên tục. Cứ 15 giây đổi một lần. Dạ quang xanh dương. Em bán 1 triệu 2 80 ngàn nha. Cứ 15 giây đổi một lần. Đó, thấy chưa? Rất là đẹp nha, độc lạ. Bình dương. Dây thép đúc luôn, nguyên rin từ A đến Z, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi, em lên tiếp một em Citizen khác luôn. Citizen Varari mặt độc lạ. Đó, dây bản 22 size to. Ý là em nói dây to nha cả nhà. À, size của nó là 40. Size của nó 40 ngang nè cả nhà. Chưa núm nha. Đo cả núm như 42. Mặt cực kỳ độc lạ luôn, có kim quạt chạy 4 kim, kim quạt nè, giống như kim xăng cả nhà. Từ không giống như buổi sáng, buổi chiều. Đó, em bán 1 triệu 2 80, lịch gốc 1 giờ. Today có nghĩa là ngày hôm nay là 29. Đó. Rất là độc nha. Dây thép đúc luôn. Của Citizen chạy máy GN0S. Đó. Lâu lâu mới có một con độc lạ vậy nha. Không lấy rất là tiếc luôn. Citizen nhớ nha. Varari chuyên về những mặt đồng hồ cực kỳ độc lạ. Này là kim xăng nè, chỉ 24 giờ phân biệt ngày và đêm. Đó. Nè, ví dụ mình dặn đến 2 3 giờ nè, thấy chưa? Đó, kim xăng là nó quạt. Thì hiện tại 1 giờ mấy rồi đó, thôi kệ tính tính sao. 1 triệu 2 80 dây thì em đảm bảo dây neo bao dài luôn nha. Dây thép đúc. Rồi em lên một con VIP của ngày hôm nay nha cả nhà. Con này nó em phải khẳng định nó là như mới luôn. Em bán 1 triệu 9 80 ngàn Casio World Cup năm 2006 FIFA World Cup Germany. FIFA World Cup Germany là nước Đức năm 2006 nha. Có hộp luôn nha cả nhà. Đó, rồi nó chạy cơ chế là 6 kim. 6 kim. Bấm giờ thể thao, đây là góc 24 giờ. Đó, đẹp leng keng luôn nha, cả nhà nhìn chữ nè, đó y nguyên luôn. Đó, dây nè. Thép đúc, dây bao dài luôn. Trời ơi. Dây giống như chưa cắt đó cả nhà ơi. Chắc hai dây 21 luôn nha cả nhà. Tay em 17 nè, ba ngón tay còn dư miếng nữa nè. Đó. Cực kỳ xịn sò. Rồi, nó có chức năng gì?
Đây cả nhà ơi, chức năng đặc biệt của nó nè. Đó, kim dây già này là bấm giờ thể thao 1 trên 100. Và ở trên góc này chạy kim trôi. Ok chưa? Cực xịn luôn nha. Cả nhà ai mà có đồng hồ 6 kim lấy ra test thử coi có được chạy kim trôi về đâu. Đó. Ừ, kim dây già nó quạt nè. Rất là độc luôn, cọc số mạ vàng. Mặt caro đen xám rất là đẹp luôn. Lâu lâu mới có nha, không thì cả nhà muốn rẻ thì lên đấu giá Nhật á là biết giá nó như thế nào. Dạ quang này, đó. Có dạ quang luôn nha cả nhà. Cho xem lại nè. Lâu lâu em mới có thôi, cho cả nhà chiêm ngưỡng. Sắp tới mùa World Cup rồi. Đem này đeo ra cà phê là hết bài. À, dây thép đúc luôn. Giáp ban nè cả nhà. Đó. FIFA 2002 World Cup. Ừ. Bấm lại cho cả nhà xem. Bấm giờ trên 100 nó như thế nào. Ví dụ 1 trên 10 thì nó sẽ chạy chậm. 1 trên 20 nó chạy nhanh hơn xíu. Đó, còn 1 trên 100 nè. Còn mấy cái nào mà 1 trên 1.000 thì là giống như điện tử nha cả nhà. Bấm giờ điện tử mới bấm nổi, mới nhanh được. Là cái số điện tử, còn cái này 1 trên 100 nè. Đó, cực kỳ hiếm luôn, kim trôi nữa nè. Kim trôi góc 12 giờ. Giống như là nó đếm số phút, đếm được á. Đó, ví dụ nó xoay hết một vòng rồi nó đếm được từ 5, 15 phút gì đó. Rồi dần là reset nè. Cực độc luôn nha cả nhà. Nè, như mới luôn. Dây hả, cực dài. Đây. FIFA. Rồi, 1 triệu 980. Được thì giao dịch em nha. Có hộp cho anh em luôn. Rồi, sẵn đó em lên thêm một con này nữa đi. Một em đồng hồ bát quái nguyên hộp luôn. Thao hình Kinchi Hawaii thuộc tập đoàn Oren, có hộp nha, 1.280.000. Mở ra coi rồi chơi này mà không dày, mà khách mà vẫn kêu chưa phải là Nhật cũng không biết giải thích sao nè. Giấy giống như là bảo hành có giá trị chỉ ở Nhật Bản. Đây em có một con CDN Atessa, nó đang báo thức rồi cả nhà. Quả chè đậu thiệt. Pin EcoRite, kính sapphire 1.180.000. Sản xuất tại Nhật luôn, Titan đúc. Rồi, thì giấy tờ của con Oxy này nè. Đó, cả nhà hết thắc mắc nha. Tao hình kinh chi là của Oren. Đó, nè. Lấy từ trực tiếp từ Nhật về. Không công mở ra quá. Có tiếng Anh, tiếng Nhật luôn nha. Đây, và em nó đây. Như mới luôn nha cả nhà. Con này mua để sưu tầm là hết bài. Mặt bát quái. Niền xoay. Rồi. Niền xoay như cái bô hạt lây cả nhà. Nè, dây của nó nè, dây riêng luôn nha. Dây thép đúc, niềm xoay size của nó là cho nó 38.5 cho 39 nha cả nhà. Cả nấm là 42.6. 1.280.000 như mới luôn. Dạ quang này em đảm bảo là bao cực sáng. Rất là sáng luôn, sáng mà sáng lâu nữa. Nè, tao anh kinh tri nha. Chống nước 100 m. Núm cổ chai nha. Niềng xoay. Đó. Cái mặt bát quái nè.
1 triệu 2 80.000 nha. Dây bao dài luôn, thêm cái tăng đưa luôn. Dây thôi là cũng đủ dài rồi nha cả nhà. Dây thôi cũng 20 rồi, thêm tăng đưa nữa thành 22 luôn rồi. Đó, như mới luôn nha. Rồi. Rồi, cài vô đi. 1 triệu 2 80. Nguyên hộp luôn nha cả nhà. Rồi, em vẫn còn đồng hồ Citizen Oxy sản xuất tại Nhật nha, nguyên hộp có kháng từ nha cả nhà. Có kháng từ luôn, đặc biệt dạ quang sáng rất là lâu. Sáng lâu và thêm đèn nữa. Con này em lấy vô hơi cao. Đây em sẽ mở đèn cả nhà, tắt đèn cả nhà xem. Dạ quang nó rất là lâu luôn. Liền xoay size 40 41 chưa nấm, cả nấm 43.5. Dây giống như là sơn nhám, giống như nhôm vậy nha cả nhà. Rồi, sáng lâu không? Thêm đèn nữa nè. Đó, có đèn nha cả nhà. 1 triệu 3 80.000. Full hộp luôn. Như mới nha cả nhà. Đó, dạ quang rất là lâu luôn nha cả nhà. Thêm đèn nữa. 1 triệu 3 80.000 nha. Liền xoay nè, chống nước 200 m, sản xuất tại Nhật có kháng từ luôn. Dòng này là dòng lặn, dòng cao cấp nha cả nhà. Có kháng từ là biết là nó đỉnh cỡ nào rồi. Đó. Liền xoay nha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi. Nãy giờ đăng mấy con triệu mấy thôi em giảm xuống nha. Đây em có một con đồng hồ Baby G nha, đó như mới luôn nha cả nhà, 330 bao ship nha, vỏ trong suốt, cái này là bụi thôi, không có gì hết. Đó, đèn chuông đầy đủ chức năng. Sản xuất tại Hàn Quốc nha, vỏ trong suốt nha. Đó. 330 bao ship nha cả nhà. Rồi, một em đồng hồ Rolex Mini bán đại 350 bao ship luôn đi. Rồi, nó có chức năng là đo nhiệt độ nha cả nhà. Timer có nghĩa là đếm ngược nè, báo thức nè, báo thức báo tiếng. Sun có nghĩa xem được mặt trời lặn, mặt trời mọc bao giờ nè. Có đèn tự động luôn. Đó, bản đặc biệt nha, con hươu cao cổ nha. Tha hồ màn hình. Con này chắc hàng cổ sản xuất tại Nhật nha cả nhà. Đèn nè. Đó, 350 bao ship nhanh gọn nha. Rồi, một em đồng hồ Casio G-Shock 450 bao ship nha. Sản xuất tại Malaysia. Đó, đèn chuông đồ đầy đủ chức năng nha. Còn rất là đẹp, 450 bao ship nhanh gọn nha cả nhà. Một em đồng hồ Atessa Citizen. Pin năng lượng nha. Dây titan đúc và dạ quang xanh dương. Sale còn 450 bao ship nữa nha. Size là 36.2 chưa núm nha. Đó. Dây rất dài luôn. Con này chắc chắn là sản xuất tại Nhật nha. Japan nè. Đây, em có tiếp một con đồng hồ Casio Rolex. Casio Rolex. Bản đặc biệt nha, bản câu cá, liền xoay,
có la bàn ba cảm biến lận mà, có đo nhiệt độ, độ cao nước biển, áp suất không khí, báo thức, bấm giờ thể thao là áp suất không khí nè, và đây có đèn tự động luôn. Bảng câu cá thì trong màn hình sẽ có một con cá nha, em bán 780 bao ship thôi nha cả nhà, có hàng cổ sản xuất tại Nhật nha. À, bản đặc biệt fishing gear này bụi thôi không có dơ, em bán 780 bao ship thôi nha cả nhà. Rồi thôi video dài quá, thôi em lên con cuối cùng của ngày hôm nay nha. Một em đồng hồ Ý Diesel nè, rất là đẹp luôn đó, cái này giống như như mới luôn nha cả nhà, còn tem đáy luôn nè, chạy máy Thụy Sĩ đó, 1.280.000 thôi, nguyên rin từ anh Z Z luôn, dây xịn, dây rin luôn, khóa rin luôn, núm rin luôn, như mới luôn, size 43.7, đo ngang luôn nha, càng là 52.5, anh em nào mà tay to lên là hết bài hết sảy bà bảy luôn. Đây Thụy Sĩ nha, mặt nè cực độc luôn, khổ phải tìm có hai chi mắc công đó, có dạ quang vậy thôi, rất độc nha. Rồi 1.280.000 thôi, em xin chào cả nhà nha.